nuôi, nhu cầu thực phẩm vào dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng khoảng 30%. Với việc tăng đàn gia súc, gia cầm hiện nay, nguồn cung thực phẩm dịp Tết sẽ được đảm bảo. Theo cục chăn nuôi, những tháng đầu năm do khó khăn về thị trường và dịch bệnh đã làm chậm việc tái đàn, nhưng hiện nay chăn nuôi đã được khôi phục và phát triển mạnh, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm. Do đó không lo thiếu nguồn cung thực phẩm trong dịp Tết, hiện giá thực phẩm ở ba miền trên cả nước không chênh lệch nhiều.